có một số người lại có một số bạn mới ra khởi nghiệp lại suy nghĩ vĩ mô quá, chưa ra khởi nghiệp được mà cứ vẽ ra một cái vĩ mô là em ra khởi nghiệp để em làm rau sạch, để em giúp bà con nông dân, bởi vì môi trường trong xưa nó không có được sạch, hoặc là em ra khởi nghiệp bởi vì em muốn tiêu thụ rau rác rồi cho bà con nông dân. Tức là cái suy nghĩ vĩ mô của bạn lớn quá, nó làm cho bạn cũng không biết bắt đầu từ đâu. Tức là chưa giúp được mình đã đi đòi giúp đủ người hết. Một cái kinh nghiệm của mình rất là đơn giản, là bước đầu ra khởi nghiệp là chúng ta hãy chọn một cái gì và chúng ta cứ làm đi. Chúng ta đừng có suy nghĩ mà đòi giúp người này giúp người kia giúp người nọ, nhưng mà các bạn thực sự một khách hàng các bạn còn chưa có, mà tạo doanh nghiệp bạn còn chưa có, mà tạo ra doanh thu cho chính cái doanh nghiệp mình bạn còn chưa có, mà là chúng ta cần phải thực tế một chút xíu rồi chuyện gì xảy ra khi bạn làm được, khi doanh số các bạn lớn, một ngày nào đó là 100 triệu, 200 triệu, một ngày đó vài tỷ, thì bạn sẽ giúp được. Các bạn an tâm ra ra điều này nè chưa? Hãy chúng ta ra bắt đầu một cái gì đó nó rất là thực tế. Đừng có một cái suy nghĩ vĩ mô nó quá lớn đi. Hãy chạy một khúc rồi được rồi. Tức là bước đầu tiên của khởi nghiệp là chúng ta phải dấn thân. Làm đi đã. Bước thứ hai chúng ta tạo cho doanh nghiệp chúng ta ổn định, bước thứ ba chúng ta mới bắt đầu là đi phụng sự xã hội. Các bạn trong đây là chúng ta phải đi từng bước, nó như vậy. Dấn thân chưa xong mà đòi giúp gì, là có những bạn cứ ngồi vô là chưa ra khởi nghiệp đời nào, chưa bao giờ làm ra một cái công ty nào, chưa bao giờ giúp khách hàng nào, lại cứ đòi giúp, mộng mơ quá, cũng rất là khó ra khởi nghiệp. Hãy suy nghĩ về mình trước, bằng cách nào là ta ra khởi nghiệp được, bằng cách nào chúng ta tạo công ăn việc làm cho mình trước. Cái từ khởi nghiệp là gì, là tự giúp mình đó các bạn tự tạo cái việc giúp mình, cái từ khởi nghiệp nó là vậy á. Thay vì chúng ta đi xin việc là chúng ta đi gì à? Chúng ta đi làm việc cho người nào đó để chúng ta kiếm tiền sống, thì khởi nghiệp là gì à? Thì tự giúp mình à, nó đơn giản nó như vậy, nghĩa là chúng ta giúp mình trước đã, tạo công ăn việc làm cho mình đã, mà mình không phải đi đâu xin việc hết. Rồi khi chúng ta tạo công ăn việc làm cho mình được rồi thì việc nhiều hơn nữa, thì chúng ta thêm nhiều người nữa làm việc với mình, và đó là cái bước thứ hai là chúng ta giúp cho những người khác xung quanh chúng ta có công ăn việc làm, đó là nhân viên của chúng ta. Rồi nhiều hơn nữa thì chúng ta giúp bà con nông dân, giúp xã hội. Các bạn nhận ra điều này là cho hãy thực tế. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.